Cháu Nguyễn Tiến, chồng bà cô chú anh chị và bạn biết tên nha. Thì hồi sáng mình có đi xúc cá rô non ở nhà, thì mình có nghe tin là anh Long ở trên Sài Gòn mới về đó. Thì đây là vườn của Long rồi, Long kêu mình đi ra ngoài đây bắt cá, thì mình không đem đi chơi nữa, tại vì mình đem lưới thì mình văng ở nhà định văng lưới thôi à. Mà anh kêu vô đây mò cá thì cá nhiều lắm, rồi sẵn mình đi mò, mình quay cho nhà xem luôn. Thì bây giờ mà ông bà cô chú anh chị và các bạn đi mò cá, đi xem hai anh em mình mò cá nha. Ôi, ở đây con ốc nhỏ thấy khổng lồ. Mình bắt mấy ốc về luộc ăn ngon á. Thứ hai. Ốc gì cũng luôn á ta. Đem theo cái thùng này đó, nó hơi nhỏ mà. Trứng cá hả? Ngồi trứng cá kìa. Thì hai ngóc con đó là bá. Không nhiều ta. Cái hàng nó mà nhỏ xíu chưa. Ông nói đây cá linh nhiều lắm á. Có mấy cái hàng mình hơn. Đâu ốc đâu. Ôi ốc bự rồi. Long rồi. Ừ. Long rồi. Long lên kia. Cho Long em cầm được năm bao nhiêu á. Tụi mình không có đem theo thao á. Cá lóc nè. Đâu? Để bắt ha. Cá lóc hả? Ừ nè. Đây bắt cá lóc cho, đó. Bắt cá lóc Vinh Long mọi người ơi. Nè, hộp đây nè. Không. Rồi. Chắc nha. Đây, cá lóc của Long. Ôi, bự quá. Ôi. Đừng có ụt nha. Trời ơi, cái bự quá nè. Rồi nguyên con cá lóc. Ui, đẩy vô hai, đẩy vô thùng đi. Cá lóc men vô đưa lên thùng đi. Cá lóc của Long hả? Nghe Long. Đây trong vườn của Long đó nè. Rồi nè, con khỉ nè. À, khai trương. Đi tiên này cho cá lóc. Kiếm nó cá nấu canh chua. Con này mà nấu canh chua chứ không súng. Đã. Nhìn nó hang ở ngoài nhiều á Long. Mới đập con cá. Ở đây thì có linh nhiều. Mình có văng tay lưới rồi, xíu mình bị hầm. Ôi. Hay là mình đi bắt ốc rồi được rồi, ốc bự quá rồi. Ốc vàng á, mình thấy ăn mấy ốc lắm luôn á.
xíu á mình nói thôi em bắt ốc rồi em để cá cho mày hả? Cái hàng này nhưng mà không có cá. Sao mấy ông kia cũng chạy qua đây rồi? Ôi ủa, mùi cá nó ủa thay lắm luôn. Tại cái tay mình nhỏ quá, cái tay mình không bự á, chụp vô con cá dễ. Bình kìa. Đây đây đây, dính rồi nè, dính rồi. Cái này cá linh hả? Này được có cá linh rồi cả nhà. Nếu chưa, dạ, thôi con mũi chích vô mắt mình luôn. Nó có mấy cái hàng nhỏ, cái linh nằm trong mấy cái hàng nhỏ. Mình tới đi là cá lắm luôn. Chị dính cá gì la quá trời luôn kìa. Ôi ôi ôi. Nằm lắm. Ui. À. Con ơi. Ê, Phương Nguyệt đâu vậy? Phương Nguyệt ham cá gì cá mỏng nhiều quá. Phương Nguyệt bắt mỏng hay gì? Đó hả? Đụng nó. Ôi cái linh này nè. Cô lắm chị ta không có bóng đặt. Cái này cô lấy mày cá ra cho cá mày bự bự dưới. Thấy không? Không có coi hứa được. Không hiểu luôn á. Đừng bắt con cá này ra không biết cá gì bự lắm. À. Cái cây. Được con cá linh nữa nè. Còn con bự nữa. À! Không áo, không phải con cái gì nè, con cái gì? Cái gì màu trắng á. Cái màu trắng á. Góc này. Hả? Ơi. Ơi. Trời ơi, ủa, con đồ. Nó mạnh quá à. Ôi. Trời ơi, thầy tưởng cái đuôi con cái gì không? Cái linh nữa nè. Ủa ý dạ. Thôi. Con gì để đánh vô tay mình luôn á. Đánh mạnh lắm. Để mình coi nó có chạy vô đây không. Ủa tự nhiên nó đập cái tay của mình luôn á. Hôm nay mấy anh em mình đi mò cá vui quá. Ừ, có cái hang nè. Ê, cái nó kia, cái nó kia. Bự. Đây. Được con cá lóc kiến nữa. Cá đã lắm luôn. Ui, còn cá linh nữa nè. Quá trời cá luôn. Chui áo luôn kìa.
Được một con đó nè. Mới hai luôn cả nhà. Cá nhiều kinh khủng luôn á. Xíu mình thành tay lưới kia chắc cũng dữ lắm luôn. Nó lên nó nằm trong mấy nhánh nè. Ôi, cái này mà đưa cho caramel xuống đây á, caramel gì cũng luôn á. Cá nhiều lắm, nó nằm ở trong bờ á. Rồi đi qua cầu. Bộ cá kìa đựng cá đó. Dính được con cá linh nữa nè. Đây. Chà. Hồi nãy mình mới vượt hết con cá lóc rồi. Chạy cái hang nó bự quá. Chạy đó đi. Rồi còn cái đậu phi nữa. Đây cả nhà, đây là thành quả của mình. Thì bây giờ á, thành quả mấy anh em mình bắt hồi trưa giờ á. Thì bây giờ trời mưa rồi, bây giờ mình đi gom tay lưới mình về nữa. Thì clip tới đây Hương Nguyệt xin khép lại nha. Hương Nguyệt cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Cả nhà cho mấy anh em mình xin được like và đăng ký nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị và các bạn clip sau. Xin chào.